Bà Nguyễn Phương Hằng bị kiện đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng vì đã động đến người này. Mới đây, theo tin từ Tòa án Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này đang giải quyết vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà Lê Thị Giàu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây, với bị đơn là bà Nguyễn Phương Hằng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam. Theo đơn khởi kiện, bà Giàu đề nghị Tòa án Nhân dân quận 1 buộc bà Nguyễn Phương Hằng chấm dứt ngay hành vi xúc phạm danh dự uy tín, gỡ bỏ những nội dung liên quan đến bà Giàu trên mạng xã hội. Đồng thời, nguyên đơn yêu cầu bà Hằng công khai xin lỗi, cải chính thông tin và bồi thường 1.000 tỷ đồng phí tổn thất vật chất và tinh thần. Theo đơn khởi kiện, bà Giàu trình bày, năm 2017, bà có quan hệ quen biết với bà Nguyễn Phương Hằng khi đến viếng chùa Phước Sơn, Thiền Viện, tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Mặc dù cả hai không có quan hệ làm ăn, không phải bạn bè, nhưng gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên nhắn tin cho bà với lời lẽ, xúc phạm, mang tính đe dọa. Bà Giàu nhiều lần nhắc nhở và đề nghị bà Hằng dừng ngay những hành động này, nhưng bà Hằng cố tình không nghe nên bà Giàu đã lập vi bằng về các tin nhắn. Cũng theo đơn khởi kiện, bà Giàu cho hay bà bất ngờ khi biết được ngày 14 tháng 5 trong buổi livestream, bà Nguyễn Phương Hằng trực tiếp nói chuyện với chủ đề bà Nguyễn Phương Hằng công bố động trời về Lê Thị Giàu và sư thầy Bửu Chánh chùa Phước Sơn, khiến người nghe bất ngờ. Theo bà Giàu, buổi livestream này, bà Nguyễn Phương Hằng đã xúc phạm danh dự uy tín của bà khi bịa đặt, vu khống bà ép bức sư Bửu Chánh, trụ trì chùa Phước Sơn trả lại tiền và xe cho bà Hằng. Thùng tiền công đức của chùa do bà Giàu quản lý. Bà Giàu là doanh nhân siêu lừa đảo hung dữ, mua tượng Phật và hoa không trả tiền. Bà Giàu giật tiền của nhiều người 5 đến 10 năm không trả. Đặc biệt, điều tôi quan tâm là bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm uy tín thương hiệu mì lá bồ đề Dầu Nhị Thiên Đường là thương hiệu đểu, chứng nhận giả và các nhãn hiệu này do tôi làm chủ đang hoạt động sản xuất bình thường. Đơn khởi kiện của bà Giàu nêu. Ngoài ra, đơn khởi kiện của bà Giàu cũng cho rằng bà là nạn nhân của bà Nguyễn Phương Hằng khi bà bị vu khống và bị bịa đặt không đúng sự thật, bị xúc phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm và đặc biệt xúc phạm đến thương hiệu sản phẩm của bà. Bà Giàu trình bày trong đơn, nhận thấy suốt thời gian qua bà Nguyễn Phương Hằng là vợ đại gia Dũng Lò Vôi xuất hiện liên tục trên các trang mạng xã hội, phát biểu thiếu chuẩn mực, không kiểm soát được lý trí của mình, chửi bới tục tiểu, xúc phạm giới văn nghệ sĩ cả nước, dư luận xã hội vô cùng bất bình và lên án mạnh mẽ. Hôm nay là nạn nhân của bà Nguyễn Phương Hằng, tôi vô cùng bức xúc và phẫn nộ trước hành vi vu khống và bịa đặt không đúng sự thật, xúc phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của tôi và đặc biệt xúc phạm đến thương hiệu sản phẩm của tôi và bà Nguyễn Phương Hằng tỏ thái độ thách thức tôi đi kiện bà ấy là điều không thể chấp nhận được. Thời gian gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng thường livestream tố cáo nhiều người, nhiều nghệ sĩ, như việc tố nghệ sĩ Hài Hoài Linh chưa chuyển hơn 14 tỷ đồng từ thiện mà nghệ sĩ này kêu gọi ủng hộ cho người dân vùng lũ. Ngoài ra, nhiều ca sĩ diễn viên nổi tiếng của showbiz như nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Trịnh Kim Chi, Vy Oanh, Gia Bảo, Hứa Minh Đạt cũng bị bà Nguyễn Phương Hằng điểm mặt chỉ tên. Việc làm này gây không ít tranh cãi trong cộng đồng mạng. Trước những ồn ào bà Nguyễn Phương Hằng gây ra trên mạng xã hội, tối 31 tháng 5, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với đại diện được ủy quyền của bà Nguyễn Phương Hằng. Trong buổi làm việc, Sở Thông tin Truyền thông cho biết, trong các buổi livestream gần đây, bà Phương Hằng có những phát ngôn không cẩn trọng, không chuẩn mực, gây ảnh hưởng trật tự xã hội đến người khác. Sau buổi làm việc, đại diện của bà Nguyễn Phương Hằng cam kết rút kinh nghiệm, không phát ngôn thiếu cẩn trọng, gây ảnh hưởng đến người khác.